Cách điều trị ưu tuyến giáp bằng đông y. Hiện nay rất nhiều người bệnh tìm đến điều trị ưu tuyến giáp bằng đông y vì lo ngại vấn đề biến chứng khi điều trị bằng phương pháp tây y. Thuốc chữa ưu tuyến giáp bằng đông y thường có nguồn gốc thảo dược nên rất an toàn, tuy nhiên hiệu quả điều trị phát huy rất chậm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các chi tiết nhất qua video dưới đây. Ưu tuyến giáp và các giai đoạn của nó. Ưu tuyến giáp là cụm từ dùng để chỉ hiện tượng hình thành khối u ở tuyến giáp ngay ở phần cổ, chỗ dưới đáy họng. Các khối u có thể là lành tính hoặc ác tính. Nếu là u lành tính thì hầu hết không có bất kỳ triệu chứng và biểu hiện nào và chúng ta không cần quá lo lắng, nên trong trường hợp này chúng ta sẽ tập trung nói đến vấn đề mà nhiều người cùng quan tâm. U ác tính hay còn gọi là ung thư tuyến giáp có các giai đoạn phát triển của một ca bệnh ung thư tuyến giáp như sau. Giai đoạn 1 là giai đoạn bệnh khởi phát và chưa có biểu hiện triệu chứng gì nên rất khó để phát hiện. Kích thước khối u giai đoạn này chỉ khoảng dưới 2 cm và cũng chưa lan sang các mô khác ngoài tuyến giáp. Là giai đoạn khối u phát triển to lên từ 2 đến 4 cm và gây ra các hiện tượng như cảm giác đau khi nuốt nước bọt hay cảm giác vướng ở cổ họng. Dù vậy thì khối u giai đoạn này vẫn chỉ là đồng trong giai đoạn phát triển trong phạm vi tuyến giáp chứ chưa lan ra ngoài. Giai đoạn 3, khối u tiếp tục phát triển theo một trong hai hướng sau và gây đau mạnh ở cổ người bệnh. Hướng thứ nhất là các khối u phát triển to trên 4 cm và lan ra các mô xung quanh trừ hạch ngoại bạch huyết. Hướng thứ hai là các khối u phát triển kích thước to nhỏ không đều nhau và bắt đầu phát triển lấn sang cả các hạch bạch huyết vùng cổ. Giai đoạn 4, đây là giai đoạn cuối cùng của bệnh. Các khối u lan rộng ra nhiều cơ quan tổ chức khác nhau trong cơ thể, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, triệu chứng bệnh vì vậy cũng khác nhau, không ai giống ai. Hai là các bài thuốc hỗ trợ chữa ưu tuyến giáp bằng đông y. Người bệnh có thể thúc đẩy quá trình điều trị bằng cách áp dụng các bài thuốc đông y hỗ trợ. Thuốc chữa ưu tuyến giáp theo những bài thuốc cổ truyền đã được sử dụng từ đây cách rất lâu đời và bị chữa lại bởi những phương pháp tây y. Bài thuốc giúp tiêu bớt khối u và hỗ trợ phòng chống di căn dành cho những người bệnh nhân ung thư tuyến giáp mà có khối u ở vị trí không thể phẫu thuật được. Nguyên liệu: xạ đen 10g, bán chi liên 10g, bồ công anh 10g, bạch hoa xà thiệt thảo 20g, sói rừng 10g. Cách dùng: đổ nước ngập thuốc rồi đun nhỏ lửa trong vòng 2 đến 3 tiếng. Khi nước cạn còn khoảng 3 bát con thì được. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 bát vào buổi sáng, trưa, chiều và tối. Thời điểm uống là trước khi ăn 1 giờ hoặc sau khi ăn xong 2 giờ đồng hồ. Sau khi sắc một lần, lần 1 và uống hết thì đổ thêm nước sắc lại và uống thay nước. Bài thuốc nội tiêu ly hoàn. Đây là một thuốc có tác dụng hóa đàm tiểu thũng, hỗ trợ điều trị các bệnh ung bướu và đặc biệt nó là một trong những bài thuốc hỗ trợ điều trị ưu tuyến giáp bằng đông y rất hiệu quả. Nguyên liệu: bối mẫu, hạ khô thảo, thiên hoa phấn, bột ngao, sò biển và muối. Cách dùng: trước hết chúng ta nghiền toàn bộ nguyên liệu trên thành bột rồi trộn với mật ong và vo viên lại để dùng dần. Cách dùng thì rất đơn giản, mỗi ngày uống 2 lần với nước ấm và mỗi lần uống 1 đến 2 viên. Bài thuốc